Thưa quý vị, trong khi cả nước đang phải gồng mình để đối phó với dịch tả lợn châu Phi, thì tập đoàn Quế Lâm cùng các hộ chăn nuôi liên kết tại Thừa Thiên Huế đã vượt qua được vì thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chăn nuôi theo hướng hữu cơ. Việc kiểm chứng qua thực tiễn sản xuất là minh chứng rõ nhất cho thấy những ưu việt và sự cần thiết ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là gia trại chăn nuôi lợn hữu cơ Quế Lâm bằng công nghệ vi sinh của gia đình ông Nguyễn Văn Lập tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Tuy nằm trong vùng bị dịch tả lợn châu Phi, nhưng gia trại chăn nuôi lợn này vẫn không bị ảnh hưởng bởi chủ gia trại thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi ứng dụng theo công nghệ vi sinh của Quế Lâm. Hiện tại ở Thừa Thiên Huế có khoảng 15 mô hình trang trại gia trại chăn nuôi lợn hữu cơ Quế Lâm tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, Hương Trà với tổng đàn lên đến hàng nghìn con. Trong đó có một số mô hình gia trại đã chăn nuôi lên đến cả trăm con. Tất cả đều không bị ảnh hưởng cả dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm tại Thừa Thiên Huế, đã đánh giá cao hiệu quả mô hình sản xuất chăn nuôi hữu cơ, đặc biệt là chăn nuôi lợn bằng ứng dụng công nghệ vi sinh. Đàn lợn của Quế Lâm đang hướng dẫn cho nông dân nuôi với 15 hộ tại Huế chúng ta. Hiện nay là đảm bảo an toàn, mặc dù xung quanh bị cái bệnh này. Thứ hai nữa chúng tôi đánh giá rất cao vì đi theo cái hướng hữu cơ như thế này thì tạo ra một cái sản phẩm chất lượng rất cao. Đó là cái thứ hai tốt. Cái thứ ba hướng của Quế Lâm đi là những cái quy trình, những cái hướng canh tác này rất phù hợp với các nông hộ chúng ta. Trên cơ sở sau này nông hộ tập trung vào thành các hợp tác xã thì có thể ứng dụng những cái công nghệ sạch. Công nghệ này rất, một là giá thành nó vừa phải, thứ hai tiện lợi dễ làm. Để có được thành công này, Tập đoàn Quế Lâm chú trọng từ khâu chọn giống, thức ăn, cách đầu tư, xử lý chuồng trại, chất thải chăn nuôi. Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ vi sinh làm gia tăng sức đề kháng, tăng hiệu suất sử dụng thức ăn, vừa đạt hiệu quả kinh tế, vừa giảm phát thải tối đa khí độc, chất thải ra môi trường, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh. Quế Lâm đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, trực tiếp hướng dẫn quy trình chăn nuôi, cung cấp giống, thức ăn do chính công ty sản xuất bằng nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng an toàn. Đồng thời, công ty cung cấp men vi sinh xử lý chuồng trại đảm bảo vệ sinh, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Mỗi mô hình chăn nuôi đều tuân thủ ghi chép đầy đủ, lịch theo dõi hàng ngày. Đây là cơ sở quan trọng để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm khi cung cấp trên thị trường. Nhân công là ít tốn nhân công hơn. Cái hai là về cái lợi ích về nguồn nước là ít tốn nước là của cái chăn nuôi lợn hữu cơ. Hai là về cái mùi hôi là giảm. Là cái mùi hôi thải ra là môi trường, thứ ba là heo lại ít bệnh tật hơn, là trong cái men của hữu cơ đã có men rải chuồng mua tại công ty và công ty là trộn men trong thức ăn thì giảm được cái môi trường, đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ và phát triển chăn nuôi lợn hữu cơ theo công nghệ vi sinh của Tập đoàn Quế Lâm được ứng dụng từ năm 2013 và được liên kết với các hợp tác xã, bà con nông dân. Đối với sản xuất lúa hữu cơ, đến nay công ty đã phát triển hơn 300 hectare ở miền Trung, trong đó Thừa Thiên Huế là địa phương có diện tích lớn nhất, chiếm gần 200 hectare. Hàng nghìn hộ nông dân được tập huấn hướng dẫn phương pháp canh tác theo quy trình sản xuất hữu cơ, đảm bảo an toàn với người sử dụng và thân thiện với môi trường. Công ty cũng cam kết với bà con nông dân đảm bảo ổn định khâu tiêu thụ lúa gạo hữu cơ, tăng cường giám sát quá trình sản xuất để có những sản phẩm sạch, an toàn mang đến người tiêu dùng. Hiệu quả từ những mô hình nông trại, gia trại liên kết hợp tác xã, hộ nông dân về sản xuất chăn nuôi hữu cơ, Quế Lâm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng mô hình trong cả nước. Bộ chúng tôi đã có cái chương trình bàn và giao cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Quế Lâm. Một là thúc đẩy rất nhanh các cái sản phẩm mà đã kết luận được. Một là cái chuỗi lúa gạo của Quế Lâm là kết luận được. Thứ hai nữa là những sản phẩm phân hữu cơ của Quế Lâm là hiện nay là thực tiễn tiêu dùng rất là tốt. Thứ ba, đặc biệt về cái hướng chăn nuôi hữu cơ, ứng dụng các cái chế phẩm vi sinh vào trong chăn nuôi lợn quy mô nông hộ, thì cái này nó đã có một cái phần tích cực phòng các nhóm bệnh, kể cả trong dịch tả hiện nay thì các cái mô hình ứng dụng cái công nghệ này hiện nay là không có bị bệnh. Chúng tôi đang nhân nhanh cái mô hình này. Quế Lâm đang tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng tổ hợp chuỗi giá trị nông sản hữu cơ, kiểm soát sản xuất thịt lợn an toàn bằng hệ thống chăn nuôi khép kín theo mô hình 4F, Farm, Food, Feed, Fertilizer.
đồng thời phát triển chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ nông sản hữu cơ trong toàn quốc, liên kết chặt chẽ giữa tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường.